Những lời Phật dạy được Thầy triển khai minh bạch, logic và khoa học. Làm sao gửi đến giáo hội cao cấp để cùng nghiên cứu lại, cùng nhìn nhận sự thật để kịp thời chấn chỉnh lại Phật giáo. Con hằng mong ước, ngày Đại hội Phật giáo sẽ là ngày thanh lọc lại những gì Đạo Phật nên duy trì và những gì cần loại bỏ, mê tín thì may ra mới còn giữ đúng nghĩa chữ tu. Vì tu là sửa, mà giáo pháp không sửa đúng, cứ cố chấp bảo thủ mãi những giáo pháp không đúng của Phật giáo thì làm sao thực hành theo giáo pháp ấy mà thành tựu đạo quả? Đáp: Phải tùy duyên con ạ. À. Phước chúng sanh chưa đủ thì dù chúng ta có muốn cũng không làm được. Không phải thời mạt pháp mà chỉ vì con người sống trong ác pháp, phóng xuất vô lượng từ trường ác trong bầu khí quyển làm cho môi trường sống xấu đi. Từ đó chánh pháp của Phật bị chôn vùi dưới lớp bụi kiến giải của những nhà học giả và của ngoại đạo. Một Phật giáo truyền thừa đã sai lệch từ mấy ngàn năm qua, đã ăn sâu vào tâm tư của mọi người, một truyền thống văn quá mê tín lạc hậu. Muốn gội rửa những tư tưởng này, không thể một thời gian ngắn mà được, phải có thời gian con ạ. À. Vậy chúng ta phải kiên gan bền chí, lần lượt từng giờ, từng phút, từng giây để chấn chỉnh lại những kinh sách, những giới luật, những đạo đức làm người, làm thánh của Phật giáo và còn mạnh dạn thẳng thắn chỉ rõ những chỗ sai lầm, những kiến giải không đúng, những giáo pháp của ngoại đạo đang trộn lẫn vào chánh pháp của Phật, khiến cho tín đồ Phật giáo không biết pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào là của ngoại đạo, ngơ ngác trước một rừng pháp môn của kinh sách phát triển trên đường chấn chỉnh lại phật giáo là một sự cam go và đầy gian nan thử thách nhưng con người có ý chí thì dời núi và lấp biển cũng không phải là khó khăn khó là vì chúng ta không đoàn kết chỉ biết sống cho cá nhân của mình chỉ vì danh lợi hảo của riêng mình chỉ vì ham mê tiền tài vật chất vô thường muốn cho mình có nhiều không thấy sự lợi ích chung cho mọi người không thấy nền văn hóa tôn giáo mê tín lạc hậu đã làm suy yếu đạo đức nhân bản của loài người phải chờ đợi con à mọi người chúng ta đều phải ý thức được sự đời là một cuộc sống vô thường một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả sự an vui đâu là bao toàn là sự khổ đau nhiều phải không con các pháp thế gian là pháp vô thường các pháp vô thường là pháp khổ đau do ý thức được điều này nên mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực tu tập xã tâm cho thật rốt ráo nhờ có xã tâm rốt ráo chúng ta mới sống đúng đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người đó là chúng ta đã chấn chỉnh lại phật giáo bằng thân giáo sống của chúng ta bằng đạo đức nhân bản nhân quả bằng một tâm hồn thanh thản an vui trước các pháp và các cảm thọ đừng mong đợi vào ai và cũng đừng mong đợi vào tập thể nào cả mà hãy mong đợi nơi chính mình mong đợi nơi chính mình thì phải cố gắng xả tâm làm mọi điều thiện đó là con đã chấn chỉnh lại phật giáo rồi đấy con ạ à. hỏi con kính bạch thầy sao trong thực tế tu là sữa mà người đi tu là cả một sự nghiệp chuyển biến của tư tưởng từ nhận thức đến sự quyết tâm thế mà khi đã đi tu rồi còn có đòi hỏi cả một nghị lực và sự bền chí gan dạ mới thắng được từng tâm niệm tham sân si của mình con người tự bỏ cuộc con người lại chết khi chưa toại nguyện và rồi người chứng đạo lại càng hiếm có hơn đó là con muốn nói cả một đời tu với bao tâm huyết thế nhưng đại đa số mọi người cứ tin vào sự cầu siêu cho hương linh được về cực lạc thì điều này con thấy lạ quá làm sao giúp mọi người tín đồ hiểu được điều này thưa thầy vì khi còn sống khuyên đừng sát sanh không làm được khuyên đừng uống rượu không nghe khuyên sống hòa thuận không làm khuyên xem sách đạo đức lại làm ngơ thế mà cứ chết là cầu siêu làm sao siêu được thậm chí các thầy tụng kinh niệm Phật cũng ăn thịt chúng sanh, cũng uống rượu thì còn đổ ai vào cõi siêu nào nữa. Hay là nói như bao người là thời mạt pháp phải chịu nền đạo đức tồi tệ như thế để loài người đi đến diệt vong. Đáp. À, đúng vậy. Tu theo đạo Phật là cả một đời tu với bao tâm huyết mới diệt được lòng tham sân si cho nên nhiều người không ý chí không nghị lực không gan dạ kiên cường bền chí nên bỏ cuộc tu hành những người không ý chí không nghị lực không gan dạ không kiên cường không bền chí lười biếng nên thích tu theo pháp môn này do đó phật giáo trở thành thần giáo mê tín lạc hậu làm mất chánh pháp của phật giáo trước cái sai của phật giáo quá nhiều ai đã từng đọc sách đạo đức nhân bản làm người đều có sự mong ước như con nhưng làm sao được hỡi con tôn giáo là lãnh đạo tinh thần của mọi người là truyền thống văn hóa đạo đức cho con người thế mà tôn giáo là dạy người mê tín phi đạo đức nhân bản nhân quả nhưng tất cả đều do phước duyên của chúng sanh con ạ à. chúng ta hãy chờ đợi và trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy sống đạo đức không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai thì đó là đem nền đạo đức nhân bản nhân quả vào đời